Alo ạ. Tôi xin mời tất cả toàn thể bà con xã Đồng Tâm chúng ta hết sức trật tự để tôi xin thông qua cái bản cam kết. Nếu mà bà con mà cứ nói chuyện nhốn nháo nhiều là có khi chúng tôi cũng nhọc lắm, không thể làm được nữa. Nên là xin bà con coi là chúng ta hết sức bình tĩnh, trật tự để chúng ta làm việc. Thay mặt lãnh đạo xã Đồng Tâm, Tê Bí Thư Nguyễn Thị Lan xin thông qua cái bản cam kết Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản cam kết: tên tôi là Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xin cam kết như sau. 1. Trực tiếp kiểm tra, đoàn thanh tra chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật. Khu vực đất đồng xanh rõ ràng đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. 2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Bà con vỗ tay lên. Xin mời trật tự ạ. 3. Cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn Trung đã ký. Nguyễn Đức Trung đã ký. Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội đồng chí Đỗ Văn Đương và đồng chí Dương Trung Quốc là đại biểu Quốc hội. Xin chân thành cảm ơn bà con. Để chuẩn bị để chúng ta mời các chiến sĩ cán bộ đã được chúng ta tạm giữ ở đây, thì xin mời nhân dân chúng ta sẽ rẽ đường để cho toàn bộ cán bộ của cấp trung ương, thành phố và của huyện sẽ tiếp tục đi tham quan một số các cái công trình phúc lợi của địa phương để cố gắng tạo điều kiện cho nhân dân xã Đồng Tâm ngày một phát triển. Xin mời nhân dân ạ.